Tu nhà ta dồ, cầu mong phước thiện này thành tựu đến tất cả thân quyến của chúng con, cầu mong họ hoan hỷ được an lạc lâu dài. Y đằng quá ta nồ, bùn nhằng à sa quá kha già quá hằng hồ tua nà ga tề cà lề. Do sự phước báu mà chúng con đã trong sạch nơi đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Dạ, hôm nay chúng con đã tạo phước thiện như tụng kinh lễ bái tam bảo, thọ trì tam quy và bát quan chay giới. Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện này đến tất cả chư thiên, tứ đại thiên vương, vua trời đế thích, nhất là chư thiên hội trì mỗi người trong lớp học, chư thiên trong ngôi chùa Ngọc Đạt, chư thiên ở tịnh thất thiện hữu, chư thiên trong ngôi nhà các Phật tử trong lớp học, chư thiên ở trên mặt đất, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên hư không, xin các ngài hoan hỷ thọ nhận. Dạ, phần nghi thức lục tụng kinh lễ bái tam bảo và thọ trì tam quy, bát quan chay giới đến đây đã hoàn tất. Dạ, chúng con kính tri ân sư Trí Đức đã thay mặt chư tôn đức tăng truyền tam quy và bát quan chay giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng con lễ bái tam bảo và sám hối thọ trì tam quy bát quan chay giới. Con xin giao mic lại cho chị Nhật Huỳnh ạ. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Sức Kim Nhung. Dạ, cảm ơn chị Metta, cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu và cảm ơn Kim Nhung. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Thượng Thọ Pháp Thanh. Cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đầu tràng, Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Nhà sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Nhật Quỳnh xin thay mặt đạo tràng kính cảm ơn Xích Kim Nhung đã thay mặt đạo tràng lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Nam mô Bích Tha giá. Và bây giờ thì cũng vừa đúng giờ để chúng con học bài tương ưng kinh ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi chúng ta được Thượng Tọa Pháp Thanh giảng dạy bài học ngày hôm nay tương ưng chư thiên phẩm năm la mã phẩm thiêu trái 10 la mã thợ đồ gốc. Và con kính mời Nhật Quỳnh, kính mời đạo tràng cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Nam mô Ta Sa Phật Ga Va Tô Ha Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ga Va Tô Ha Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Nam mô Ta Sa Phật Ga Va Tô Ha Ra Ha Tô Sam Ma Sam Bua Đa Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ trời lỗ mộc đặng nhờ ánh sáng trổ hoa lành rai tạng mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiều khắp ba cõi rõ đường an vui phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhân lời nhưng chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dạy đời nhằm vườn lộc giả ngày dời chân sang tuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thinh giữ pháp từ đó là nhôm kiều trận như được nếm hương vị hưu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn một lòng chăng thối không mòn ai những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rơi khắp thế gian bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi
Chúng sanh người khắp chốn ni tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha giá. Trước khi con chúng con cũng thỉnh thượng tọa pháp thanh nên giảng dạy bài học ngày hôm nay, con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học ngày hôm nay tương ưng kinh Samyutta Nikaya chương 1, tương ưng chư thiên. Năm La Mã phẩm thiêu cháy, bài 10 La Mã thợ đồ gốm. Được sanh vô phiền thiên, bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời triền phược, vượt bùng. Họ là ai? Khéo vượt lên, khéo vượt lệnh thần chết. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Họ là Uvaka với Bích Cú Sa Tý, hợp thành là ba vị, và Phá Lá Ganh Đá lại thêm Phát Đi Giá với Khanh Đá Đê Quá và Ba Hú Rách Ký cùng với Phin Ghi Giá. Sau khi bỏ thân người, họ thoát ách chư thiên. Thế Tôn, người nói điều tốt lành về bảy tỷ kheo ấy, họ thoát ly đoạn trừ các cầm bẫy ma vương, pháp họ biết của ai đoạn diệt hữu kiết sử. Khatikara, không ai ngoài Thế Tôn, chính thật giáo lý Ngài, họ biết pháp của Ngài đoạn được hữu kiết sử, chỗ nào danh và sắc được đoạn diệt không dư, họ học được pháp ấy ở đây từ nơi Ngài, nhờ vậy họ đoạn trừ hữu kiết sử trói buộc. Thế Tôn, lời nói người thâm sâu, khó biết khó chứng ngộ, pháp ông biết của ai, sao ông không nói được? Khatikara, thở xưa con thợ gốm tại quê Há Linh Gá, và con được tên gọi Khatikara. Chính con lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha, đối với Phật Ca Diếp, con đệ tử tại gia, con viễn ly danh dục, phạm hạnh không thấy vật. Thuở xưa con đồng hương cũng là bạn của họ, do vậy con biết họ bảy tỷ kheo giải thoát, đoạn tận tham và sân, vượt qua đời phiền trược. Thế Tôn, vị này phát giá quá, chính như ông vừa nói, thuở xưa ông thợ gốm tại quê Há Linh Á, và ông được tên gọi là Khatikara. Chính ông lo nuôi dưỡng cả mẹ lẫn cả cha, đối với Phật Ca Diếp, ông đệ tử tại gia, ông viễn đi dâm dục, phạm hạnh không thấy Phật. Thuở xưa ông đồng hương cũng là bạn của ta, như vậy là hội ngộ. Giữa những bạn thời xưa, cả hai khéo tu tập mang thân này tối hậu. Nam mô Bích Tha giá. Và bản chánh kinh, bản chánh văn đến đây đã chấm hết. Con xin thay mặt đại chúng tăng rung thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi hoan hỷ thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con? Dạ, con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, sa thú lành thai, Nhật Bình kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Và kính chào tất cả quý tu nữ và quý Phật tử. Và cảm ơn cô Nhật Quỳnh rất nhiều đã đọc cái phần chánh kinh. Bây giờ trước khi vào cái thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng lắng tâm thanh tịnh, hướng về Tam Bảo làm lễ một cách tóm tắt. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Đệ tử xin nghiêm tịnh thông khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt. Tự
xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo đấng vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, Ngài dị diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi là thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo gồm hai bậc, Thánh Tăng và Phàm Tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức Tam Bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể căn an, chính chúc quý tu nữ và quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hiện tại, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Giá. Giờ thì qua cái phần chánh kinh cô Nhật Quỳnh đã đọc, thì ở đây đó nói cái về cái duyên sự là cái vị chư thiên này cũng là một cái người bạn của Bồ Tát trong ngày quá khứ. Và cái vị cận sự nam này đó là một người thợ làm đồ gốm, đã hộ độ cho một nhóm bảy vị tỳ kheo. Và bảy vị tỳ kheo này đó đã tu tập chứng đắc A-na-hàm, và bảy vị này đã tái sanh về cõi ngũ tịnh cư. Bảy vị này đã đạt đến A-la-hán và đã viên tịch ở cõi ngũ tịnh cư. Nhưng mà cái vị cư sĩ này đó cũng là bạn của Bồ Tát trong cái thời kỳ quá khứ. Đức Phật Đức Phật Ca Diếp đó. Và cái vị chư thiên này đã đến gặp Đức Thế Tôn và đã nói lại, nhắc lại những cái chuyện thời quá khứ. Thì nhờ cái vị này đó thì cũng trước kia là một cái người cận sự nam ở gia đình, nhưng mà có cái tâm phụng dưỡng cha mẹ, rồi hộ độ chư tăng, rồi thực hành cái đời sống của người cư sĩ. Nhưng mà cái vị này cũng đã từ bỏ những cái ái dục, những cái tham muốn vật chất của thế gian, và cũng thực hành gìn giữ những cái giới của hàng tại gia. Rồi ông ta cũng có sự nỗ lực tạo nhiều cái thiện sự, do đó cái phước báo này mà cái vị này đã tái sanh về cõi chư thiên. Thì ở đây hôm nay thì chúng ta có một cái đoạn mà nó liên quan đến cái cõi ngũ tịnh cư của các vị A La Hán. Thì vô phiền thiên, vô phiền thiên ở đây là một cái cảnh giới. Thì cái cõi ngũ tịnh cư đó, nó còn một cái danh từ gọi nữa là trung gian bát niết bàn, tức là những cái vị mà A-na-hàm khi mà đạt được cái đạo quả A-na-hàm thì các vị này chỉ còn tái sanh là một lần nữa mà thôi đó. Cho nên là có những vị á, do cái duyên nghiệp thì có những vị tái sanh về cõi gọi là ngũ tịnh cư để tiếp tục tập. Và sau khi mà đạt đến cái đạo quả cuối cùng
thánh lậu tận thì các vị này vô dư niết bàn ở trên cái cõi cõi ngũ tinh cư này, hay là cõi trung gian bát niết bàn. Sở dĩ mà gọi là cõi ngũ tinh cư tại vì nó chia ra làm năm cái cõi. Còn gọi là cõi trung gian bát niết bàn là nó là cái nơi để các cái vị thánh a na hàm là tiếp tục tu tập và đi đến cái vô dư niết bàn. Thì những cái danh từ thì sư xin giải thích theo quý vị nắm. Rồi cái cõi mà ngũ tinh cư thì ở đây là nó còn có gồm có năm cõi là vô phiền, vô phiền hay là vô phiền thiên, cõi vô nhiệt, cõi thiện hiện, cõi thiện kiến, cõi sắc cú cánh. Thì cõi vô phiền là cảnh giới của những vị phạm thiên quả a na hàm do tính quyền mạnh. Các phạm thiên với những cái tài sản ở cõi chư thiên, cõi phạm thiên sanh trong cõi vô phiền. Các vị này là có tuổi thọ. Rồi khi mà nỗ lực tu tập thì những cái vị này tu tập hết cái tuổi thọ ở cõi của mình thì có thể là tiếp tục tái sanh lên những cái cõi cao hơn, cho đến sắc cú cánh thì vừa đủ cái tuổi thọ và các vị này cũng sẽ đạt quả vị a la hán và vô dư niết bàn. Cõi vô nhiệt là cái cảnh giới thứ hai của những vị phạm thiên chứng quả a la hán có tấn quyền mạnh. Thì ở đây đó, tại sao mà nó chia ra làm năm cõi? Tại vì tùy theo cái sở hành của những vị này mà nó có sự khác biệt về các cái cõi. Thì cái cõi vô phiền là các vị này có tính quyền mạnh, còn cõi vô nhiệt là có tấn quyền mạnh. Cõi thiện hiện thì vị này có niệm niệm quyền mạnh. Cõi thiện kiến thì có cái định quyền mạnh. Và cái cõi cuối cùng đó là cõi sắc cú cánh này, đó là cái cảnh giới cùng tột của các vị a na hàm. Thì vị này có cái tuệ quyền mạnh. Thì nó có sự chênh lệch nhau là do những cái căn, những cái căn quyền này mạnh hay yếu. Thì ở trong chú giải cũng có đề cập. Thì những cái vị mà hành giả đó, khi mà tu tập thì có những vị gọi là tu tập về nghiên về cái tuệ thì nó sẽ nếu mà những vị mà tu tập tuệ quyền mạnh thì nó sẽ đi đến cái giải thoát nhanh hơn. Thì quý vị thấy là giống như trong cái hạnh của các cái vị Bồ Tát thì có ba cái là hạnh trí tuệ, rồi hạnh đức tin, hạnh tinh tấn đó. Cho nên nó là những cái vị mà Bồ Tát hạnh trí tuệ đó thì đạt đến cái thánh đạo thánh quả chánh đẳng chánh giác thì nó thời kỳ nó mau hơn là cái vị có cái hạnh đức tin và tinh tấn. Cho nên là nếu mà những cái vị mà có cái tuệ quyền mạnh thì sẽ đạt đến cái thánh đạo thánh quả nhanh chóng hơn. Thì
Quý vị thấy rằng á, cũng có cái câu là diamond cut diamond, tức là chỉ có kim cương ấy nó cắt được cái kim cương mà thôi. Thì quý vị biết rằng ở trong thế gian thì cái kim cương đó nó là một cái vật chứng rất là cứng. Trong các cái vật chất thì kim cương nó là cứng nhất ra đó. Những cái người thợ mà chế tác kim cương thì người ta phải dùng những cái đồ mà dụng cụ để cắt gọt là phải bằng kim cương mới cắt được nó. Thì bây giờ người ta có thể người ta cắt bằng những cái tia laser rồi này kia nọ, chứ còn hồi xưa đó thì chưa có cái kỹ thuật, nó chưa có phát triển, cho nên là muốn chế tác thì chỉ có dùng những cái dụng cụ bằng kim cương mà cắt nó mà thôi. Cho nên là muốn đào bứng, muốn diệt trừ được vô minh thì chỉ có là cái mình, tức là cái đối trị. Ánh sáng thì luôn luôn sẽ xua tan bóng tối. Muốn xua tan bóng tối thì cái ánh sáng phải đủ mạnh thì mới xua tan cái bóng tối được. Cho nên là các cái hạnh trong bốn cái trong các cái hạnh đức tin và tinh tấn, nhưng mà các cái vị này đó cũng phải có sự nỗ lực tu tập cái tuệ đủ mạnh, đủ sức mạnh để mà diệt trừ đạo bứng cái vô minh. Cho nên á là nếu mà đi theo cái hạnh trí tuệ hay là cái tuệ quyền mà mạnh á thì sẽ sớm đến cái đạo quả hơn. Còn nếu mà những cái hạnh khác á thì nó sẽ chậm hơn. Gọi là tùy tính hành chỉ cho những cái vị mà có cái sở hành là những cái căn như là tính quyền, niệm quyền, định quyền, thì những cái vị mà có cái sở hành này gọi là tùy tính hành. Còn cái vị mà về trí tuệ thì gọi là tùy pháp hành. Do đó nó có sự khác biệt nhau. Nhưng mà ở đây đó, quý vị thấy rằng trong cái những cái vị mà đi học ở trường đại học chẳng hạn, thì cái vị này phải trải qua tất cả các cái thời kỳ. Ví dụ như cái chương trình học nó là 4 năm, cái vị này phải trải qua hết những cái môn học đó. Hay là ngày nay đó thì nó chia ra làm nhiều cái môn học, rồi nó trong mỗi cái môn học đó, cái người mà muốn đạt được đến cái bằng cấp cử nhân thì phải trải qua đầy đủ tất cả những cái tín chỉ, tức là những cái giấy chứng nhận đã hoàn tất các cái môn học đó. Thì cũng vậy, phải hoàn tất hết tất cả các môn học thì mới được chứng nhận là cử nhân đó. Cho nên là các vị này phải trải qua. Thì những cái vị mà có cái tuệ quyền mạnh thì sự thật ra đó, trong cái kiếp cuối cùng này, những cái vị này đó có cái hạnh là tu theo hạnh trí tuệ, cho nên cái tuệ quyền mạnh thì khi mà cái tuệ quyền mạnh đó, thì những vị mà chứng đắc A-na-hàm sanh về cõi sắc cú cánh là cái cõi cao tột nhất
và cái tuổi thọ các vị này sẽ vô dư niết bàn sớm hơn những cái vị kia. Còn những cái vị mà ở cõi vô phiền, vô nhiệt, cõi thiện thiện, cõi thiện kiến, thì các cái vị này đó phải tu tập rồi từ cõi vô phiền đó phải sanh lên cõi vô nhiệt. Cõi vô nhiệt sau khi hết tuổi thọ sanh lên cõi thiện hiện, cõi thiện hiện hết tuổi thọ mới lên cõi thiện kiến, và khi lên tới sắp cuối cánh thì mới vô dư niết bàn. Giống như là những cái vị mà học năm thứ nhất lên năm thứ hai, năm thứ ba, năm thứ tư thì mới học xong cái đại học. Tại sao mà chúng ta thấy có cái sự khác biệt ở đây? Thì quý vị thấy rằng đó, mình đừng nghĩ là những vị này có cái tuệ quyền mạnh. Tại vì những cái căn quyền kia các vị này trong quá khứ cũng đã từng trải qua rồi. Thì quý vị thấy rằng có những đứa trẻ được gọi là thiên tài hay là thần đồng. Thật sự ra đó là những cái đứa này đó trong những kiếp quá khứ họ đã từng trao dồi về cái môn học đó. Có những em bé mới có 4-5 tuổi mà nó có thể soạn ra những cái bài nhạc giao hưởng, hoặc là có những em bé mới có 8-9 tuổi mà có thể giải những cái bài toán mà trình độ của bậc đại học. Thành ra đó, điều đó để chứng minh rằng cái định luật mà tái sanh và sao những cái kiến thức, những kiến thức mà chúng ta học hỏi trong đời sống hiện tại, nếu mà chúng ta tạo đủ phước duyên nó tái sanh lại làm người, thì những cái kiến thức này, những cái kinh nghiệm này nó vẫn còn đi theo cái chúng sanh đó. Cho nên là những chúng sanh này mặc dù là cái tuổi trẻ nhưng mà được những cái kinh nghiệm, những cái kiến thức mà mình học từ cái kiếp trước nó vẫn còn nhớ. Cho nên đó là mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng mà những đứa trẻ này nó có những cái trí tuệ rất là cao siêu hơn những cái đứa khác đó. Do đó chúng ta thấy trong Phật giáo cũng vậy, có những vị tại sao mà những vị sa di mới chừng có 7 tuổi mà có khả năng có thể chứng đắc quả vị A-la-hán. Tức là những cái vị này đã trao dồi bổ túc các pháp độ đã đầy đủ hết rồi. Cho nên cái kiếp cuối cùng các vị này mau chứng đắc cái quả vị A-la-hán, đi đến cái giải thoát, chấm dứt tái sanh luân hồi. Cho nên đó là mình cũng biết được, có nói những cái nói là nói bây giờ mình hành thôi, mình không học. Thì nếu mà mình không học làm sao mà mình hành được đó. Cho nên á, những cái vị mà ta nghiêng về pháp hành á, là tại vì cái pháp học người ta thuần thục rồi thì bây giờ người ta mới hành đó. Giống như cái vị này đó đã trải qua hết 3 năm đại học rồi, cái năm cuối cùng á là để đạt đến bằng cử nhân thôi. Thành ra những cái môn học kia đó ta đã học qua hết rồi, còn mình mới vô đại học mình thấy vậy mình nói thôi mấy môn học này không cần thiết, giờ tôi học cái môn cuối cùng mà, thì đâu có được. Thì quý vị thấy cái gì đó cũng phải đi tuần tự, từ thấp đến cao.
Ví dụ như quý vị thấy cái lời dạy của Đức Phật đó, trong 38 điều hạnh phúc cũng vậy. Thì sao? Phải đi từng bậc. Mình phải hoàn thiện những cái bổn phận, những cái bổn phận đạo làm người trước cái đã. Mình mình phải tu tập, mình sửa đổi từ chính bản thân kẻ phàm phu. Mình phải gìn giữ về giới nè, phải trau dồi những cái bổn phận như là phụng dưỡng cha mẹ nè, hoàn thành những cái trách nhiệm, những cái nghĩa vụ của người làm con. Đó. Rồi từng bước mình mới tu tập. Khi mà mình có cái giới tốt đẹp rồi, mình hoàn chỉnh những cái bổn phận đạo làm người rồi đó, thì mới bắt đầu mới bước lên thực hành những cái bổn phận cao hơn. Ví dụ như là tu tiến, là tu thiền định hoặc là thiền tuệ. Còn bây giờ á, mình bỏ qua, bỏ qua nói thôi kệ mấy cái chuyện mà giữ giới rồi làm bổn phận phụng dưỡng cha mẹ rồi đó, nó thấp thỏi quá, thôi để ai làm đi. Tôi bây giờ vô tôi học với diệu pháp rồi, tôi đi hành thiền là đạt được đạo quả, tôi hồi hướng phước cho cha mẹ được rồi, thì như vậy nó không có đúng. Quý vị thấy Đức Phật á, dùng cái hình ảnh là những cái bãi biển đó, những cái bãi biển mà cát đó, thì sao? Nó không có sự mà sụp xuống một cách đột ngột, mà nó phải từng bước, từng bước, từng bước. Nó lại, lại rất là xa. Đó, nếu mà quý vị đi đến những cái bãi biển mà thường thường người ta mới đến những cái bãi biển mà có cát đó, là tắm nhiều là vậy đó. Tại vì nó không có sự đột ngột, không có tự nhiên nó đang cao về nó xuống một cái vực đột ngột, không có. Nó phải đi lại rất là xa, từ ở trong này mà đi ra tới cái độ sâu mà cỡ cái ngang ngực quý vị đó, thì về sau nó phải xa 70-80 thước, cả 100 thước. Nó lại từ từ vậy. Thì cái sự hành pháp cũng vậy, nó phải từng bậc. Thành ra Đức Phật thuyết pháp cũng vậy, thuyết từng tự pháp, bố thí, trì giới, mấy tu tịnh, hay là thiền định á, rồi mấy tu tuệ. Mình phải đi từng bậc, từng bậc, từng bậc vậy. Chứ chúng ta không có thể nào mà vội vàng muốn một bước là đạt đến đạo quả thì được đó. Cho nên á, khi mà chúng ta xây nhà như vậy, chúng ta phải tạo cái nền tảng nó vững chắc, những cái móng ở ngay những cái gốc cột nè đó, cái đà kiên nè, nó phải đủ vững chắc. Tại vì tất cả toàn bộ cái sức nặng, các cái vật liệu của ngôi nhà đó, đều nằm ở trên những cái cột nè, kèo nè, rồi cái những cái đà kiên. Mà nếu những cái cột, cái cột, cái móng ở dưới nó, thành ra quý vị thấy hồi xưa đó, người ta chưa có cất nhà như bây giờ đó, thì sao? Những cái cột đó, người ta đúc những cái tảng đá, những cái tảng đá rất là lớn, để cái làm cái móng để những cái cột đó lên. Thì khi mà cái móng này nó có vững á, thì người ta mới xây cái nhà nó mới an toàn. Còn á, làm cái móng nó không chịu nổi, những cái đà kiên nó chịu không nổi, hà tiện làm cái chất liệu nó không cứng, không có bền, thành ra mới xảy ra cái vấn đề mà những cái nhà nó bị sập. Do đó chúng ta học, chúng ta muốn hành có sự tiến bộ, thì chúng ta phải có những cái pháp căn bản trước, những cái pháp căn bản
từ đó cái nền tảng vững chắc rồi đó, chúng ta mới từng bước chúng ta phát triển được. À, cho nên á, cái gì cũng phải đi từng bước. Nha, đầu tiên thì chúng ta phải có một cái niềm tin, cái tín nguyện. Nè, phải tạo dựng cái tín nguyện cho nó mạnh. À, khi mà cái tín nguyện, cái niềm tin nó vững chắc rồi đó, thì sao mới có sự nỗ lực, à, tinh tấn, à, trong cái vấn đề mà học pháp hành pháp. Cho nên là tạo cái tấm quyền cho nó mạnh. À, khi mà chúng ta có niềm tin, à, về một cái vị mà có cái giới hạnh tốt đẹp, à, rồi chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy được cái lời dạy, à, Đức Phật là chân chánh, à, phải có một cái đối tượng cao cả để chúng ta, à, đặt cái niềm tin, à, hay là hoặc là chúng ta gặp một cái vị thầy, à, một vị hòa thượng có cái đức hạnh, à, giới hạnh tốt đẹp trang nghiêm đó, rồi chúng ta có cái niềm tin với vị đó rồi chúng ta mới gần gũi để mà học. À, khi mà chúng ta hiểu biết rồi và học thì chúng ta phải có sự nỗ lực, chứ không phải học một bữa trốn học 4-5 bữa, à, thì cũng không có đem đến cái lợi ích. À, cho nên là khi mà có niềm tin đi vào pháp học hay là pháp hành gì cũng vậy, cũng phải có cái sự tinh tấn. Rồi mà trong cái tu tập thiền, thiền định hay là thiền tuệ gì cũng phải có cái niệm, nhờ cái sự nỗ lực, nhờ sự nỗ lực cố gắng tinh tấn tu tập, giữ cái niệm của mình trên đối tượng mạnh mẽ, à, thì từ từ cái niệm nó trở thành cái niệm lực hay là niệm quyền, à, nó có một cái sức mạnh để, à, đối trị với những cái, à, phóng vật, à, làm cho cái tâm trôi dạt lan man, không có sự ghi nhận một cách rõ ràng trên đối tượng đó. Khi mà cái niệm nó mạnh á, nó tạo cái nền tảng để định mới sanh đó. Rồi khi mà định vững vàng, à, thì là nhân để cái tuệ mới sanh khởi. Rồi khi mà tuệ sanh khởi rồi, à, thì cái tuệ này đó cũng phải cần nỗ lực tu tập, à, để dung bồi. Giống như là bây giờ muốn cắt kim cương, à, thì bây giờ phải có những cái dụng cụ, à, thì quý vị thấy là những cái người mà họ chạm khắc mà đá, à, đá thì quý vị biết nó cũng rất là cứng, phải không? Nhưng mà muốn mà cắt được, à, hay là hoặc là phá được những cái tảng đá này sao, thì sao, người ta phải có những cái dụng cụ, à, cái đục, cái niêm của họ đó là phải làm bằng một cái loại thép rất là cứng, à, phải có cái kỹ thuật họ trui. Thì, à, có những lúc mà hồi đó sư có ra ngoài biên không để coi những cái người thợ chẻ đá đó, à, người ta làm đó, thì sao, người này phải có kinh nghiệm, người ta nhìn cái tảng đá đó. Thật sự ra là chúng ta không biết, chứ những người thợ đó thì người ta thiện xảo trong cái nghề nghiệp của người ta, người ta biết, người ta nhìn cái cục đá, người ta biết cái sớ nó nằm ở chỗ nào, à, rồi người ta đến những cái mà ông thợ rèn đó, hoặc là có những người thợ họ nói với sư là sao, ban ngày thì đi đục á, ban đêm về á, trước khi mà đi ngủ là phải nổi lửa lên rồi tự rèn những cái đục, cái nêm,
Rồi họ biết cách thức, họ mới trui những cái đục cái niêm này nè bằng nước muối cho nó thật là cứng, ha. Rồi đó họ người ta theo mấy cái sớ đó, người ta đục, ta niêm từ từ, mới ban đầu một cái và hai cái, từ từ niêm đầy đủ rồi đó. Rồi cái mà lớn nhất là cái cuối cùng, khi mà cái cuối cùng mà niêm vô rồi cứng rồi đó, người ta mới đập, lấy cái búa mà lớn đó, đóng một cái thật mạnh, thì từ đó là cái tảng đá nó sẽ dở ra. Đó thì cũng vậy, chúng ta muốn cho cái vỏ, cái màn vô minh, cái vỏ bọc vô minh, nhiều đời nhiều kiếp mà nó phải dở tan, thì cái những cái công cụ mà phá của chúng ta phải cứng, giống như những cái đục, những cái niêm hay là những cái dụng cụ để mà cắt gọt kim cương như vậy, là nó phải đủ cái sức độ cứng độ bén thì mới phá được. Cho nên mà cái vấn đề mà người ta nói là tu nhất kiếp ngộ nhất thời, nó không có đúng. Trời phải trải qua cái thời gian dung bồi, một cái thời gian đầy đủ. Quý vị thấy rằng cái những cái người thợ rừng, người ta uống cái cây thì khoảng chừng có một tiếng hai tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà người ta phải mài cái búa, cái rìu đó là cả buổi rồi, nó mới đủ bén để mà chặt cái cây. Cũng vậy, quý vị muốn làm cái công việc, mặc dù công việc đó quý vị làm khoảng chừng trong vòng 5-10 phút thôi, nhưng mà cái thời gian sắp xếp công cụ, sắp xếp công việc để làm đó, thì phải thời gian, đòi hỏi cái thời gian nó lâu hơn. Hay là quý vị thấy người ta trồng cây không? Cũng vậy, đâu có thể nào mà thả cái hột giống xuống mà một ngày một, ngày hai mà nó cho quả liền. Người ta trồng cái cây tre thôi, người ta trồng cái cây tre đó 3 năm đầu trồng hoài, sao thấy nó cứ vậy hoài, nó không thấy lớn, không thấy nó ra măng. Tại sao? Tại vì nó phải chờ cái thời gian độ ẩm, rồi chờ cái bộ rễ nó phát triển. Trong 3 năm đầu đó là cái bộ rễ nó phát triển, nó không có cho được cái một măng nào hết. Nhưng mà từ năm thứ tư, năm thứ năm trở đi đó là sao? Mỗi một ngày á, cây măng nó vượt lên là cả 1-2 tấc. Cứ mỗi ngày là nó vượt lên, mỗi ngày vượt lên. Tại sao? Lúc đó là cái bộ rễ nó đủ mạnh rồi, nó đủ sức để nó nuôi cái một măng, cái cây con. Còn lúc đầu á là nó đang cái thời kỳ nó đang phát triển. Thì cũng vậy, một vị Bồ Tát đó, đâu phải mà đầu tiên hết là phải niệm trong tâm, phải nguyện trong tâm, nguyện trong tâm một thời gian đủ mạnh rồi đó mới bắt đầu mới phát nguyện ra lời. Phát nguyện ra lời rồi đó, nỗ lực tu tập đầy đủ rồi đó, mới được một vị chánh đẳng chánh giác thọ ký. Khi mà một vị chánh đẳng chánh giác thọ ký rồi đó thì mới bắt đầu mới tu tập bổ túc đầy đủ các pháp độ, đầy đủ 30 pháp ba la mật rồi đó, thì mới đạt đến cái quả vị chánh đẳng chánh giác. Chứ còn không có ai mà nói mà tu một kiếp mà đắc được hết. Cho nên là chúng ta phải hiểu, rồi chúng ta trong học cũng vậy, trong hành cũng vậy, chúng ta phải từng bước, đừng có nóng vội vàng quá là nó không có làm được. Chúng ta phải kiên trì,
chúng ta phải kiên trì đó, từng bước từng bước, thì nỗ lực tinh tấn, từng từ từ, nhưng mà chậm nhưng mà chắc, bước bước nào vững vàng bước bước đó, đừng có nóng vội. Hồi đó mình còn phàm phu nha, bây giờ mình học được chút đỉnh rồi, cái mình mong muốn là giải thoát. Bây giờ ở thế gian chán quá, giờ ráng học lẹ, giải thoát cho nó sớm. Nhưng mà đâu có được, không? Hồi đó mình không biết gì hết, bây giờ mình vô trường học rồi, cái mình chưa học lớp 1 mà muốn nhảy lên lớp 3, sao học được? Phải vô lớp 1 rồi phải học từ A, I, U rồi ráp dần, rồi ráp dần xong mà 1 cộng 1 bằng 2, 2 nhân 2 là 4, nó phải đi từng bước vậy đó. Từ học xong chương trình lớp 1 rồi mới lên lớp 2, lớp 2 mới lên lớp 3. Còn sở dĩ á, cái anh này anh nhảy vô cái anh học lớp 5 liền là gì á, ta trải qua lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 rồi, ta hoàn thành rồi, cho nên bây giờ người ta vô người ta học lớp 5. Chứ tự nhiên mình chưa học lớp 2, lớp 3, lớp 4 xong mà mình nhảy lên lớp 5 mình học sao được hả? Thành ra đó, những cái vị mà ở mặc dù là A-na-hàm, A-na-hàm nhưng mà nó chia ra làm năm bậc như vậy đó, thì cũng tùy theo cái từng bước. Những vị mà người ta đạt đến sắc cứu cánh là tại vì người ta đã bổ túc đầy đủ cái tính tấn niệm định xong rồi, cho nên bây giờ cái tê quyền của tâm anh không? Còn mình chưa có gì, mình đòi nhảy vô cái lớp 5 là sao mà lấy được. Cho nên những cái vị này phải học hết, làm xong cái nhiệm vụ tu tập ở cõi vô phiền mới lên cõi vô nhiệt, cõi vô nhiệt xong mới lên cõi thiện hiện, thiện hiện xong mới lên cõi thiện kiến, xong cái cõi thiện kiến rồi mới lên sắc cứu cánh, và sao là đạt đến thánh a la hán. Giống như cái người mà sinh viên đó, trải qua đầy đủ 4 năm rồi, lấy đầy đủ các cái tín chỉ, thì bây giờ lên cái năm cuối cùng hoàn tất cái môn học của mình và lãnh bằng cử nhân đó, thì nó phải đi từng bậc như vậy cho nên là chúng ta phải hiểu, rồi chúng ta phải có sự nỗ lực từng bước. Thì cứ mỗi lần khi mà chúng ta được những cái kinh nghiệm tốt đẹp thì giống như chúng ta mới đầu là chỉ mấy cái đốm lửa nhỏ, nhưng mà dần dần cái đốm lửa mình nó sáng lên chút. Thì mỗi lần khi mà chúng ta có sự hiểu biết, có trí tuệ, thì khi cái đốm lửa mình nó sáng lên chút là sao? Cái bóng tối nó được đẩy lùi. Mỗi lần quý vị đạt được những cái kinh nghiệm, những cái hiểu biết trong pháp học cũng như trong pháp hành, thì sao? Vô minh, si mê, phiền não được đẩy lùi một chút, đẩy lùi dần dần như vậy, thì lần hồi thì cái trí tuệ, cái minh của mình nó đủ mạnh. Khi mà cái minh mà đủ sức mạnh thì mới cắt đứt được tất cả những cái triền phược, từ thấp tới cao, từ những hạ phần kiết sử, tức là những cái dây trói buộc ở dưới thấp, rồi mới đến cái thượng phần kiết sử, là những cái dây ở tầng mức cao hơn. Lần hồi thì muốn cắt được những cái dây này đó, thì sao? Cái gươm trí tuệ của chúng ta phải đủ bén, cái búa của mình phải bén, những cái dụng cụ của mình phải sắc bén, đủ sức mới cắt đứt được nó, đúng không? Đó. Còn cái
cái vật dụng, những cái công cụ của mình nó chưa đủ bén à, rồi mình cắt hoài, nói sao mà tôi cắt hoài mà nó không đứt, mà không chịu lo dùi mài cái công cụ của mình cho nó bén, mà mình cứ lấy mình cứ cắt hoài làm sao mà nó đứt được. Cho nên á, là chúng ta phải có trí tuệ, rồi chúng ta phải học hỏi à, dung bồi từng bước à, thì sự học không phải là ngày một ngày hai, mà sự học nó là trải qua rất là nhiều đời nhiều kiếp à, à, thì khi chúng ta có sự nỗ lực và sao phải có cái chí nguyện à, cái quyết định độ của mình phải thật là vững mạnh à, còn mà cái quyết định của mình đó, nó chưa đủ mạnh à, hơi hơi chút cái mình nói thôi bữa nay bệnh quá thôi không tu, bữa nay khó chịu quá thôi không hành thiền, bữa nay thấy trong người nó không ổn thôi không học, nghe không? Thành ra như vậy sao? Thành ra cái công việc mà tu tập của mình đó, nó bị những cái chướng ngại à, nó ngăn trở. Mà nếu mà chúng ta không có cái những cái niềm tin, những cái tinh tấn à, để chúng ta vượt qua được thì sao? Thì làm sao mà chúng ta được đạt được thành quả? Thôi trời ơi, bây giờ học mệt quá, khó quá à, thôi thôi học nhiều đầy đủ kỹ thì sao mà đạt đến cái bằng cấp cử nhân được à, hay là trở thành kỹ sư được à, thôi trời ơi học gì mà khó quá khó thì làm sao mà đạt đến bác sĩ à, đó. Thành ra đó, cái gì á cũng vậy, người ta nói là cái gì cũng có giá của nó à, đó. Nếu mà cái người học sinh cố gắng là nỗ lực à, cái thời gian chúng ta dành cho cái sự học nhiều à, thì cái thành quả mình cao. Còn bây giờ làm biếng thôi, học hết cấp 1 đủ rồi, giờ biết đọc biết viết rồi à, biết phân biệt tiền 500.000 rành rẽ được rồi, nhiều đó đủ sống rồi, thì sao nó dừng lại ở cái cấp tiểu học thôi. Còn nếu bây giờ chúng ta nỗ lực học tiếp nữa à, lên học cái trung học rồi nỗ lực học xong đại học thì cái thành quả của chúng ta nó cao hơn à, còn nếu mà bây giờ mình chán quá thôi nghỉ, mới học xong tiểu học nghỉ rồi thì thôi mình dừng lại ở cái mức độ đó, thì sự tu tập cũng vậy à, nếu mà chúng ta mà à, cố gắng à, thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. Còn nếu mà chúng ta à, không mạnh mẽ à, chúng ta chểnh mãn, dễ vui, lùi sụp à, thì chúng ta sẽ còn tiếp tục trôi lăn dài trong dòng sanh tử luân hồi. Thì qua cái à, bài thứ 10 thợ đồ gốm, và cái bài này thì à, cũng à, kết thúc của cái à, phẩm thứ năm, thì à, sau bài này chúng ta sẽ qua tới cái à, phẩm à, thứ sáu, thì à, với à, những cái sự hiểu biết và qua những cái à, phần chú giải của các vị trưởng lão à, đã tìm hiểu nghiên cứu, thì cũng xin chia sẻ giải đáp với quý vị. Và với phước báo này kính cầu mong chư tôn đức à, pháp thể khang an à, kính chúc tất cả quý vị có thêm được những cái kiến thức, những cái hiểu biết để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập trong đời sống hiện tại à, hướng đến à, sự an vui giải thoát trong ngày vị lai. Và cầu mong chư thiên à, hoan hỷ với phước báo này, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Và bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học ngày hôm nay. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài lên để trong đạo tràng quý vị.
có thể theo dõi và tìm hiểu về cái phần chánh kinh. Chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tu tập. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư Tôn Đức cũng như mời tất cả quý vị và xin nhường mic lại đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, sa thú lành thai, con xin thay mặt đại chúng trong rừng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Và con cũng xin thay mặt đạo tràng thỉnh sư dùng nước ở tỉnh Thác hiện hữu nghỉ ngơi chốc lát ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Kim Nhung, cảm ơn Quang Thanh, cảm ơn chị Metta và cảm ơn Hồng Mai. Và Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên vừa vào đạo tràng. Và một lần nữa Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Và theo như lời Thượng Tọa Pháp Thanh, và con cung thỉnh quý ngài, nhất là Đại Đức Pháp Trang. Và như lời Thượng Tọa Pháp Thanh cung thỉnh, nếu Đại Đức Pháp Trang có trước máy cho con xin một tín hiệu để con cung thỉnh chia sẻ thêm bài học ngày hôm nay cho chúng con được hiểu hơn. Dạ. Nhật Quỳnh không, cô Đại Duyên mới vào, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không cô? Hay là cô Phúc Hạnh? Dạ. Quý cô có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Quý cô có thể chia sẻ theo cái hiểu biết của quý cô trong bài giảng ngày hôm nay thì Nhật Quỳnh kính mời mấy cô ạ. Mời vị vị tu nữ ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, cô Tệ Duyên, cô Phúc Hạnh có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, hình như cô Tệ Duyên không nghe được, cô Phúc Hạnh chắc không được khỏe rồi. Dạ, Tâm Pháp. Alo Tâm Pháp, nãy giờ Nhật Quỳnh thấy Tâm Pháp chạy ra chạy vô nhiều lần rồi. Bộ vô đây để tập thể dục tắm mỹ hay sao vậy? Tâm Pháp có nghe Nhật Quỳnh không? Alo, chạy hoài có nghe được không? Tâm Pháp ơi là Tâm Pháp. Dạ nghe. Dạ nghe, vậy mời Tâm Pháp nghe. Nãy giờ chạy ra chạy vào nghe chắc cũng không có được suôn sẻ cho lắm, mà ngoài Tâm Pháp có câu hỏi gì không? Để hỏi Thượng Tọa Pháp Thanh đi, rồi hỏi xong rồi nghe ngài trả lời xong rồi có quyền đi khò được không? Tâm Pháp có đồng ý không? Đồng ý thì đưa bàn tay của mình lên nhục mình xin nhường mít à. Alo đời mà Tâm Pháp. Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Nghe nhỏ. Dạ, con mở lớn rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng, con thành kính đảnh lễ ngài Trí Đức. Con kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào quý đạo hữu. Dạ, kính chào Sít Nhật Quỳnh, con kính tri ân đạo tràng. Dạ con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Pháp Thanh. Dạ con muốn nghe ngài bài pháp của ngài đó. Thì có một bạn đang ở Facebook đang kêu con chỉ cho cách vào room này để nghe trực tiếp của ngài giảng với lại để xin quạt đặt câu hỏi đó. Mà con chúng ta đang chỉ mà con chỉ chưa có được. Nên dạ con ở hiện tại thì con chưa có hỏi được, nên con lên con kính tri ân đã nghe được cái bài pháp của ngài. Dạ con
Xin sư mết con lên con chào hỏi trước, con kính tri ân ngài, con xin cha mết lại đạo tràng. Tại vì một người bạn đang chờ con kéo vào, con xin lỗi đạo tràng, và con xin xuống mít. Dạ, yeah. Alo alo, 1 2 3 4. Dạ, yeah, cảm ơn Nhật Quỳnh, cảm ơn Kim Nhung đã cho biết nghe rõ. Trời, nãy giờ tự nhiên vì thay đổi trú xứ cho nên là đường nét rất là khó khăn. Dạ, Nam Mô Bích Thay Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng. Con được kính lễ Ngài Pháp Thanh, Ngài Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang, cùng Tôn Đức Tăng. Kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ và thân chào tất cả quý thiền nam tín nữ. Thật ra thì con vào thì cũng hơi trễ, với lại con sám hối với quý Ngài. Vì trú xứ này thì sư ở đây là công phu là 4 giờ cho đến 5 giờ, rồi hành thiền từ 5 giờ tới 6 giờ mới xong. Nhưng mà hôm nay thì có một vị sa di xin giới cho nên là con mới ra được 5 giờ, chứ không thôi tới 6 giờ mới xong. Cho nên là cái trú xứ thay đổi, cho nên là cũng hơi khó khăn. Và cái đường nét thì ở trong cốc nghe không được, là tự nhiên phải bưng từ ở trong cốc ra tuốt ở ngoài, mà giờ 5 giờ là còn mũi, mũi dữ lắm, mũi chích. Để tự nhiên coi lại cái phẩm tương ưng. Thế Tôn, người nói điều tốt lành về bãi tỳ kheo ấy, họ thoát ly đoạn trừ các cạm bẫy ma vương, pháp họ biết của ai, đoạn diệt hữu kiết sử. Và phẩm này, phẩm tương ưng rất là hay, nhưng mà thật ra thì tự nhiên không có nghe từ đầu cho đến phút cuối. Cho nên thì tự nhiên cũng lên kính lễ Ngài và vấn an sức khỏe của Ngài. Lâu, đã lâu con cũng không có lên, cho nên là hôm nay con kính lễ và tri ân Ngài. Rồi con cũng xin xuống mít chứ, rồi kính Ngài quý Phật tử để đặt câu hỏi. Dạ, con kính tri ân đạo tràng. Và bây giờ Ngọc Quỳnh, Nhật Quỳnh có thể trở lại trước máy, tự nhiên phải vẫn chạy vào nữa. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Nhật Quỳnh có trước máy rồi. Dạ, tự nhiên phải chạy vô. Dạ, xà thú kính cảm ơn cô Tuệ Duyên rất là nhiều, cũng như tấm pháp. Và vì nào cũng có những cái khó khăn mà cũng cố gắng nào cầm mít để không phụ lòng, nhất là Nhật Quỳnh. Mời năn nỉ mà không cầm mít thì cũng buồn phải không? Dạ, dạ con tri ân sư, dạ cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, tại vì nếu mà Nhật Quỳnh đàm anh chi mà không mời quý vị tha thiết á, thì quý vị đấy, trời ơi, nằm bộ vậy chứ ham cầm mít lắm, cầm mít nói hoài luôn đó, nên là phải mời tha thiết năn nỉ phải không Kim Nhung? Dạ, Nhật Quỳnh thấy Quỳnh Phù Vân xin đề tài ngày hôm nay Nhật Quỳnh đã gửi đủ rồi nha Quỳnh. Dạ, nếu Quỳnh đọc rồi Quỳnh quan hỷ thì Quỳnh có thể
đưa bàn tay để có thể hỏi thượng tọa Pháp Thanh giảng dạy đề tài ngày hôm nay. Dạ, kính bạch quý ngài, rồi tưởng sao huynh chạy mất tiêu nữa rồi. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa đạo tràng, thật sự con đọc cái bài hôm nay con suy nghĩ rất là nhiều bạch sư. Dạ, con suy nghĩ rất là nhiều, phải nói là cái kiến thức về Phật học con kém cỏi lắm, nên khi mà dạ kính chào huynh Phù Văn trở vào đạo tràng, huynh còn được bài học không? Dạ, kính chào tập học Bali vừa vào đạo tràng, huynh có cần nhục huynh bớt lên trực tiếp không? Dạ, hay là huynh vẫn còn giữ được bài học? Dạ, cho nhục huynh một tín hiệu nếu cần bài học nhục huynh bớt tiếp ạ. Dạ, hay là chỉ cần cái đời thôi thì nhục huynh bớt cái đời thôi. Dạ, thì con khó hiểu nhất là cái chỗ mà họ thoát ách chư thiên, thực sự con không có hiểu được. Nhưng mà khi con nghe sư giảng thì con hiểu được một chút, nhưng mà hiểu đó cũng chưa có gọi là đúng lắm đâu. Thì con để đó, dạ con để đó từ từ, dạ cần bài kinh, dạ rồi Nhật Quỳnh sẽ post bài kinh lên, Nhật Quỳnh post lại lẹ cho Quỳnh nha, rồi Quỳnh tự kéo xuống coi nha, chứ chờ mà Nhật Quỳnh không biết lúc nào Quỳnh đọc xong nên đã cứ post chậm thì nhiều khi post xong rồi Quỳnh té cái rụt. Dạ, thì bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Kim Nhung. Kim Nhung hôm nay rất là giỏi, mà lễ bái Tam Bảo thọ trì quy giới rất là giỏi. Bây giờ mời Kim Nhung trong cái bài học ngày hôm nay thì Kim Nhung có thể có ý kiến như thế nào trong cái bài giảng của sư, cái chỗ nào chưa hiểu và chỗ nào hiểu rồi. Mời Kim Nhung nha. Vô tình Nhật Quỳnh là coi trong Facebook Kim Nhung. Kim Nhung là học trò của thầy Đức Tài, hèn chi mà không giỏi về diệu pháp sao được chị bác ta. Dạ, trời ơi, học trò thầy Đức Tài mà không giỏi nữa thì ai giỏi bằng rồi. Nên là thôi, Nhất Quỳnh với chị bác ta là sách dép chạy theo Kim Nhung rồi. Dạ rồi, mời Kim Nhung nha. Dạ, alo ạ. Dạ, em cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Thanh. Con kính đảnh lễ Sư Pháp Trang. Con kính đảnh lễ cô Tu Nữ Phúc Hạnh, cô Tu Nữ Tuệ Duyên. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, không phải như vậy đâu chị Nhật Quỳnh. Em cũng cố gắng thôi chị. Tại vì mình thấy mình còn dở nên là mình cứ cố gắng ạ. Dạ thưa Sư Pháp Thanh, dạ bài học hôm nay con thấy rất là hay ạ. Bài nào con cũng thấy hay hết, lời Phật dạy con thấy rất là hay. Mà con cũng có một cái vấn đề như vậy á thưa Sư. Là con cũng hiểu cái bài giảng của Sư nói là mình khi mình tu tập mình cũng phải tu từng bước, chứ mình không một bước là mình đi tới đích ngay, phải đi từ thấp đến cao. Đức Phật cũng dạy là cũng phải dạy theo tuần tự pháp, tức lúc đầu mình phải Đức Phật cũng thuyết cho các hàng Phật tử là từ bố thí rồi đến trì giới rồi đến cõi trời, rồi sau đó thì mới nói Đức Phật mới thuyết là cái nguy hiểm của cõi dục, rồi mới hướng đến xuất ly. Khi mà tâm đã nhuyễn rồi đó thì mới pháp học pháp hành để đến đạo quả và giải thoát. Thì con cũng hiểu là phải đi tuần tự từng bước. Nhưng mà đối với hàng Phật tử chúng con nói chung và đối với con nói riêng thì con cũng chưa biết là mình phải tu tập như thế nào. Tức là con cũng hiểu là mình phải đi từng bước, cũng không thể nào mà kiếp này mình giải thoát được. Con cũng chưa không thể không bao giờ con nghĩ được là mình sẽ giải thoát được trong kiếp này, hoặc là kiếp kế, và kiếp kế mình cũng còn tiềm ẩn nhiều cái, mình cũng còn thùy miên những cái phiền não. Nhưng mà con muốn biết là như vậy thì hàng Phật tử chúng con có nên đặt ra một cái mục đích, một cái hướng đi ngắn hạn thôi, chứ không phải là dài hạn, ngắn hạn. Ví dụ như là mình có nên đặt là kiếp này, ngay từ hiện tại này á,
là mình không có khổ cái tâm thân, thân mình thì có thể khổ nhưng mà cái tâm mình phải an. Nhưng mà cái kiếp sau á, mình có thể mình đặt cái mục đích là mình phải thoát được bốn cái cõi khổ, mình phải làm người. Thì nếu mà như vậy á, thì mình chỉ cần giữ được năm giới cho nó tốt. Rồi nếu mà mình muốn được lên chư thiên thì mình phải bố thí giữ giới. Còn muốn lên được phạm thiên thì mình phải pháp học, pháp hành, tu thiền định. Ý con nói là những cái mục đích ngắn hạn như vậy, Phật tử chúng con có nên đặt ra cái mục đích cho mình hay không? Tại vì nếu mà khi mà mình đặt ra một mục đích như vậy á, mình có hướng đi rồi, mình sẽ cứ tuần tự mình đi theo cái hướng của mình. Mình tại vì mình đã có hướng đi rõ ràng rồi thì mình sẽ cố gắng đi theo con đường đó. Còn nếu mà nói là thôi cứ theo tuần tự đi, tùy duyên, cứ cố gắng được đến đâu thì đến. Vì như vậy thì cái tâm của mình á, nó sẽ dụ dỗ mình, nó nói là không đạt được, cứ từ từ, chơi một ngày có sao đâu, rồi phải đi làm, phải nuôi sống. Như vậy á, thì là nó dẫn đến cái tâm của mình nó dễ dôi, rồi từ đó nó sẽ tới là mình buông lơi cái việc tu học đi. Thì như vậy á, thì cho con hỏi á, là mình có nên đặt ra cho mình những cái mục đích ngắn hạn hay không á, thưa sư? Dạ, con kính nhờ thỉnh sư giải thích giúp con ạ. Dạ, con xin xuống mic ạ. Kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Để vì thấy rằng cái vấn đề mà học Phật pháp, Đức Phật nói rồi, ở trên đây nó có nhiều cái vấn đề mà khó. Học Phật pháp là nó một cũng vấn đề khó. Nó phải đầy đủ nhân duyên thì mới chúng ta mới có dịp nghe được. Mà sư cũng tán thán quý vị là những người đã có cái niềm tin, có sự nỗ lực thì mới đến để mà nghe. Thì điều này là điều cũng rất là quý báu. Rồi cái câu hỏi của cô Kim Nhung, thì quý vị biết rằng từ bây giờ mà chúng ta hiểu biết mà để đạt đến cái sự giải thoát chấm dứt hoàn toàn, nó là một cái con đường rất là xa. Thì cũng giống như mình đi trên đường vậy đó. Cái con đường nó xa dờ dợi à, thấy không? Nhưng mà đó, mình phải có những cái mục tiêu gần. Cái người lữ hành mà đi trên đường cũng vậy. Chúng ta phải chú tâm, chúng ta phải nhìn xa khoảng chừng 100 mét, để chúng ta trù liệu rồi sao, coi những cái chướng ngại gì đó, có tới ngã tư ngã ba gì chưa. Còn nếu mà ấy rồi mà phải nhìn gần, nhìn xa rồi phải nhìn gần đó mà mới thấy gần đây có những cái hố, những cái cục đá, những cái gai gốc gì để mình tránh, đúng không? Thành ra cái sự học của mình vậy, cái mục tiêu của mình thì phải có thể đạt đến những cái tầng thánh hữu học. Nhưng mà bây giờ trước khi đạt đến tầng thánh hữu học đó, thì mình phải cần phải hiểu biết về gì, mình phải hiểu biết về danh sắc mà. Về nhân quả, rồi hiểu biết về cái định luật tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Đó thì những cái này là mình phải biết. Còn vấn đề mà diệt trừ được ba cái thân kiến hoài nghi giới cấm thủ là nó ở xa hơn. Thành ra gần rồi xa, xa rồi phải nhìn gần. Nhìn gần xong phải nhìn xa, nhìn xa phải nhìn gần. Đó, nó có những cái mục tiêu. Ví dụ như thấy những cái chính sách của các cái quốc gia đó, người ta cũng vậy, ta đặt
những cái kế hoạch ngắn trong một năm hai năm là đất nước phải đạt đến những cái mục tiêu này, rồi xa hơn là phải đạt những cái gì cái gì cái gì đó, gần xa nhìn xa rồi phải nhìn gần. Chứ không thôi mình cứ nhìn xa hoài hồi á, mình không nhìn gần á, dấp té sụp ổ gà dướng rễ cây rồi kia nọ đó. Thành ra đó, cái sự tu tập mình cũng vậy, mình học, mình biết, mình nhận định cái mục tiêu xa nhất là như thế nào, nhưng mà những cái ngày gần á thì mình phải học những gì những gì những gì, mình phải có sự tiến bộ từng bước từng bước. Rồi về quý báo 57 thì có câu hỏi là ách chư thiên. Ách chư thiên ở đây là cái gì? Chúng ta thoát khỏi cái trói buộc ở trong thế gian này. Thì ở trong thế gian này nếu mà chúng ta còn trôi lăn, còn tục sanh trong 31 cõi thì là còn khổ. Cho nên á, cái khổ khi mà còn mang cái thân ngũ quẩn này còn ở trong cái 31 cõi của thế gian, nó là cái gánh nặng, nó là cái ách, chứ không phải là chư thiên là ngon lành gì đâu. Chư thiên nếu mà không khéo, đến lúc mà cái quả xấu mà nó trổ từ cõi phạm thiên, cõi chư thiên vẫn rơi vào khổ cảnh như thường. Là cái ách chư thiên đây là cái sự khổ, dù là cái mang cái thân nhân loại hay là thân súc sanh hay là thân chư thiên gì đó, nó cũng còn là cái khổ ách, là như vậy. Rồi cái hữu kiết sử thì quý vị biết rằng cái kiết sử này đó nó là nhiều, trong đó đó như là vô minh, rồi tham sân si, hay là hữu kiết sử đây là sự mong muốn còn dính mắc, còn tái sanh, còn mong muốn để mà thừa hưởng được tài sản xúc lạc của thiên giới, của nhân giới, thì đó là một cái sự trói buộc. Thế vật ở đây là cái gì? Thế vật ở đây là chỉ cho những cái sắc thinh vị xúc của thế gian. Đó mình phải từ từ mình phải thoát ra được tất cả những cái đó đó. Cái hữu là gì? Mình mong muốn được hưởng thụ về sự xúc chạm êm ái, rồi những cái hương thơm khả ý vừa lòng, những cái vị ngon thượng vị, rồi vân vân. Đó là của cái thế gian, những cái vật chất đó. Mà nếu mà chúng ta còn mong muốn để thụ hưởng đó, nó là cái kiết sử để trói buộc chúng ta. Chúng ta mong muốn tái sanh lại những cái cảnh giới chư thiên nè, phạm thiên nè, tái sanh lại làm người khi mà chúng ta còn cái thân mạng, còn ở trong thế gian này thì còn sự khổ. Cái ách phược đó, cái sự khổ này nó còn đè nặng ở trong cái đời sống của tất cả chúng sanh ở thế gian, chỉ trừ ra bậc thánh A-la-hán thì mới thoát khỏi cái ách phược này mà thôi. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của quý báo 57. Chúc tất cả quý vị, cô Tâm Pháp, cô Kim Nhung, cô Nhật Quỳnh cùng tất cả quý vị nhiều sức khỏe, an vui và nỗ lực tu tập, tạo được nhiều thiện sự trong đời sống. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, alo, alo ạ. Dạ. Alo, alo, không biết đọc chăng. Dạ, cảm ơn anh Nhật ạ. Nam mô Buddhaya, con kính tri ân sư đã trả lời câu hỏi của con. Dạ, con đã hiểu ạ. Dạ, thưa sư, qua cái bài này đó, thưa sư, con có một một ý kiến nữa, không phải câu hỏi, nhưng mà con kính thỉnh sư là nói về bảy cái vị này đó, thưa sư. Tại vì con nghe cái tích của bảy vị này, con chưa nghe hết tích ở bảy vị này, nhưng mà con có biết được một vài tích về cái, ví dụ như cái ngày phát đi giá, là sau này là gặp Đức Phật, rồi Đức Phật thuyết cho một câu pháp ngắn, rồi sau đó thì Đức Đại Đức phát đi giá này bị bò húc và đã đắc A-la-hán, rồi một vị nữa ở trong bài kinh Gò Mối, tức là con cũng biết một vài vị thôi, còn những vị khác thì con cũng chưa biết đó sư. Thành ra con thỉnh sư nói về cái thuyết, cái nguồn gốc của bảy vị này cho tụi con được hiểu được không, để tụi con hoan hỷ đó, thưa sư. Dạ, con thỉnh sư như vậy ạ. Dạ, con kính cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Thì quý vị biết rằng trong kinh ấy, nó có nhiều cái tích chuyện lắm. Về trong chú giải thì nó cũng có những cái phần mà nó giống giống nhau, hoặc là tên của những cái nhân vật nó trùng với nhau. Thì cũng có những cái tích chuyện nói về thời quá khứ đó, có bảy vị tỳ khưu. Mấy vị này mới tự nguyện là bây giờ cố gắng nỗ lực tinh tấn để mà sớm đạt đến cái đạo quả giải thoát. Chứ giờ cảm thấy cái thế gian này á ngao ngán, ghê sợ, nhàm chán quá rồi. Cho nên là bảy vị tỳ khưu này mới leo lên một cái tảng đá thật là cao đó, rồi nỗ lực tu tập bỏ cái thân mạng này Thì sư cũng coi cái trong chú giải thì cũng nói, nhưng mà không biết là cái câu chuyện này nó có đúng với trong cái bài kinh này hay không. Nhưng mà nếu mà cô Kim Nhung mà thắc mắc á, thì sư cũng xin nói lại. Thành ra đó là cái việc mà chúng ta đừng có quan trọng về vấn đề mà đúng không đúng. Cái ý nghĩa của nó là nó quan trọng hơn. Thì khi mà bảy vị này á cố gắng mà nỗ lực tu tập thì cái ngày thứ nhất á, có một cái vị đắc quả A-na-hàm. Cái vị này mới dùng thần thông, khi mà đắc quả rồi đó là có thần thông, vị này mới đi khất thực, đi khất thực đem vật thực về để cho mấy vị này dùng để mà tu tập. Nhưng mà những vị này á kiên quyết nhất định chừng nào mà tự thân mình á tu tập mà mình đạt đến á, có khả năng có thần thông rồi đó, mình đi á, thì nhận thì ăn, còn không thì nhất định là không dùng. Cái sự nỗ lực tinh tấn của ta như vậy á. Rồi cái ngày thứ hai đó thì có một hai vị gì đắc, cũng đắc quả A-na-hàm đó. Rồi mấy vị này cũng vậy, cũng đi nhận vật thực để mình dùng và cho mấy vị này dùng. Nhưng mà mấy ông này nhất định là không ăn đó. Thì khi mà ba vị này đắc quả A-na-hàm rồi đó, thì mấy vị này mới sau khi hết tu thọ thì mới tay sành lên trên cõi A-na-hàm đó. Còn lại bốn vị thì mấy vị này cũng ráng nỗ lực tu tập, nhưng mà do cái phước duyên nó chưa đủ
thì nhưng mà nhờ sự nỗ lực tu tập á, thì mấy vị này cũng tái sanh về cõi Phạm Thiên nhà Chư Thiên. À, nhưng mà tùy theo cái phước duyên của mỗi người đó, cho nên đến thời kỳ Đức Phật Gotama của chúng ta đó, thì cái ông Bà Hí Giá là một trong bảy vị đó, mới tái sanh xuống cõi nhân loại. Còn lại những cái vị kia thì đang ở cõi Phạm Thiên với cõi Chư Thiên. Đó thì do cái phước duyên mà đã tạo trữ, cho nên là ông Bà Hí Giá này đó, ông mới được một cái vị Chư Thiên nhắc nhở. Khi mà ông ta gặp một cái nạn ở trong cái đường đi của mình á, thì cái chiếc thuyền nó bị bão tố, nó chìm rồi á, là ông ta trôi dạt trên biển mới lạc vô một cái khu rừng. Lúc đó ông ta không còn cái y phục gì hết, cho nên ông ta lấy cái vỏ cây, ông ta bện lại làm y phục để ông mặc. Thì cái thời đó là người ta thấy những cái vị đạo sĩ mà khổ hạnh bằng vỏ cây rồi kia, người ta tưởng lầm ông này, thì ổng cũng vậy, ổng bị tai nạn chìm thuyền trên biển rồi mất hết đồ đạc, giờ ổng lấy vỏ cây ổng mặc. Thì khi mà ổng đi ra khỏi khu rừng, thì những người dân người ta thấy, người ta tưởng ổng là vị đạo sĩ. Những người mà tu khổ hạnh hồi đó là ta tôn kính dữ lắm, ta coi như là bậc thánh A-la-hán vậy đó, ta gọi mấy vị đó là A-la-hán không à. Cho nên đó là cái ông này á, bị nhiều người cung kính, nhiều người cung kính tôn trọng xưng tán vậy đó, rồi cái tâm ngã mạn nó bắt đầu nó sanh khởi lên. Ông tưởng mình cũng là A-la-hán rồi. Thì cái vị Chư Thiên nó mới nhắc nhở ổng, chứ không thôi là ổng nguy hiểm trong cái kiếp sống rồi. Vị này mới cảnh tỉnh, vị này nói ông chưa phải là A-la-hán đâu, mà ông cũng không có biết cái pháp mà tu tập để trở thành bậc A-la-hán. Thì ổng mới hỏi vậy chứ, ai có thể mà dạy được để đạt đến A-la-hán đó. Thì cái vị này mới nói, vị Chư Thiên mới nói là ông hãy đi tìm đến Đức Phật Gotama, vị này sẽ chỉ dẫn cho ông đạt đến A-la-hán. Thì ông nghe vậy ông mừng quá, ông vừa mừng quá mới vội vàng đi, nghĩa là đi không ngừng nghỉ, đi ngày đêm gì đi quyết liệt. Thì khi đi đến thì Đức Phật đã đi trì bình khất thực rồi. Ông ta mới vội vàng mà đi theo tìm kiếm Đức Phật. Ông ta đảnh lễ và ông ta nhờ Đức Phật chỉ dạy cái pháp môn để tu tập. Thì cái niệm lực đó là lúc mà đi ở ngoài đường thì không có nói pháp. Nhưng mà Đức Phật quán sát bây giờ ông này sắp chết rồi. Nếu mà không nói thì ông này ông sẽ mất cái dịp mai đạt đến cái đạo quả giải thoát. Cho nên quán sát thấy như vậy đó, Đức Phật mới dừng lại và chỉ dẫn ổng một cách tóm tắt. Nhưng mà cái vị này đó, thì quý vị biết đã tạo trữ công đức phước báo tu tập thời gian rất là lâu trong cái thời kỳ Đức Phật quá khứ, Đức Phật ca diếp rồi. Cho nên là Đức Phật thuyết một câu rất là ngắn. Này Bà Hí Giá, trong thấy chỉ có thấy, trong nghe chỉ có nghe, trong xúc chạm chỉ có xúc chạm. Cái lời nói rất là ngắn gọn, nhưng mà ông này nhiều kiếp đã tu tập rồi, cái túc duyên đã đầy đủ rồi. Thì ông ta ngồi vô lề đường, cái cạnh cái cội cây, ông ta triển khai cái tuệ quán và ông ta chứng đắc A-la-hán. Thì nhưng mà cái nghiệp ông ta cũng đến lúc phải trả, thì con bò cái nó hút ông ta chết.
À, sau khi đi bát trở về thì Đức Phật thấy ông ta đã chết rồi. À, cho nên là Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu á, thôi hãy làm ăn lễ mà an táng cho ổng với theo cái nghi thức của bậc thánh A La Hán. Thì các cái vị tỳ khưu mới lấy làm lạ. Trời ơi, cái ông ngoại đạo thì ông nghe có một câu ngắn gọn vậy mà ông đặt quả A La Hán. Buổi chiều đó chư tỳ khưu mới nói lên cái hoài nghi, cái thắc mắc của mình, thì Đức Phật mới giải thích với chư tỳ khưu. Thì cái chắc là những cái tích chuyện này quý vị học ở trong Pháp Cú Kinh cũng có. Sư cũng không biết là cái tích chuyện này nó có trùng hợp với cái câu chuyện ở trong trong cái bài kinh này hay không. Tại vì cũng như là hồi nãy sư nói đó, thì có nhiều cái tích truyện nó cũng gần giống với nhau. Rồi cũng có những cái vị mà tên của các cái nhân vật ở trong những cái tích truyện đó nó trùng lặp. Thành ra là thì sư cũng cái thắc mắc của cô Kim Dung thì sư cũng kể lại cái tích truyện đó thì để chúng ta hiểu biết thêm. Để chúng ta cố gắng nỗ lực tu tập để tạo trữ tất cả các cái pháp độ, thực hành đầy đủ các cái bổn phận để chúng ta có thể đạt đến các cái tầng thánh từ thấp tới cao tùy theo cái sự nỗ lực thực hành của chúng ta. Thì cũng xin giải đáp cái thắc mắc của cô Kim Nhung và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, sa thủ lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh. Dạ, sao mà trung im ru gì nè. Thiện Vũ đang hỏi ngon trớn. Dạ, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm vừa quan năm giao đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung hỏi hay quá. Nhật Quỳnh mới chạy ra ngoài cửa cái là chạy vào mất âm thanh rồi. Dạ, cảm ơn Kim Nhung cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con nghe sư trả lời Kim Nhung cũng rất là hay, nên con mới vừa nhảy ra ngoài một cái là trở vào là mất âm thanh. Dạ, Nam Mô Bích Thai. Dạ, vậy cô Tùy Duyên ơi, cô Tùy Duyên đã bưng máy vô trong cái chỗ không mũi chưa cô Tùy Duyên? Cô Tùy Duyên cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, alo. Dạ, Quỳnh Giang Nhật Hà có câu hỏi không? Giang Nhật Hà ơi, có câu hỏi không? Dạ, đạo tràng còn vị nào có câu hỏi không? Xin đưa bằng tay. Dạ, Quang Thanh có câu hỏi không? Hồng Mai có câu hỏi không? Có vị nào còn câu hỏi không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu à. Tâm pháp không biết chỉ cho người vào bắt được chưa, không thấy vào. Mến chào Quy Nhơn. Quy Nhơn ơi, vào đây cho nghe pháp hay có câu hỏi gì không Quy Nhơn? Dạ, nếu không vị nào có câu hỏi sao nữa, Quỳnh Giang Nhật Hà mắc cỡ gì nữa, thôi mắc cỡ gì đưa tay lên đi. Tại sao mắc cỡ, đưa tay lên, Nhật Quỳnh nhường mít nha.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ Sư Trí Đức, Sư Pháp Thanh, Sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ cùng toàn thể đạo tràng. Dạ, thưa sư, cái bài giảng hôm nay có phần sư nói về những người mà người ta có những cái chẳng hạn như là thần đồng đó sư, người ta có những cái ba la mật từ kiếp trước rồi, rồi có những người thì có phải học, mình phải học theo tuần tự pháp, theo pháp Phật thì phải học theo tuần tự pháp thì mới tiến bộ được, mới đạt tới những cái con đường mà tu học của mình mới phát triển được. Thì như vậy con thấy trong kinh cũng đề cập tới rất nhiều trường hợp là có những người chỉ là nghe một câu nói của câu Phật ngôn thì người ta có thể chứng đắc, thì những người đó người ta có lợi căn hay cái độn căn của người ta trong tiền kiếp như thế nào, sư có thể giảng rõ thêm. Với lại con thấy ngày nay Phật tử tụi con thì cũng giống như là người mù sờ voi gì đó, thì vườn hoa chánh pháp thì con thấy khắp nơi trăm hoa đua nở, thì nếu mà như tụi con lúc thì học vi diệu pháp, lúc thì học về kinh, lúc thì học về kệ, thì như vậy á có lợi lạc cho cái con đường tu học của tụi con không, hay là tụi con phải đi theo một cái tuần tự như thế nào? Dạ, sư có thể giảng rõ phần này. Dạ, con cảm ơn sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Cái sự học cũng như cái sự tu tập đó, thì mình phải đi từng bước, phải từ thấp đến cao đó, mình phải thực hành những cái công việc bổn phận từ thấp tới cao. Là ở ngoài đời thì ta nói sao, mình phải tu thân, mình phải tu thân, mình phải sửa trị những cái suy nghĩ, những cái lời nói, những cái hành động của bản thân mình cho được tốt đẹp. Khi mà mình sửa trị cái thân mình á, cái tâm thân tâm mình nó được tốt đẹp rồi thì mình sao, mình mới tề gia, mình mới quán xuyến cái công việc gia đình, sắp xếp thế này thế khác, tu thân tề gia. Tại sao? Nếu mà cái phước mình lớn á, mới trị quốc, trị quốc mới làm được cái người đứng đầu ở trong địa phương, đứng đầu ở trong một cái quốc độ, đó, nó phải đi từng bước như vậy á. Cái còn bản thân mình về thân khẩu ý mình chưa có được tốt đẹp thì làm sao mình chỉ dẫn hướng dẫn người khác được. Mà khi mà mình không hướng dẫn trong gia đình mình, những cái người thân mình được, thì làm sao mình có thể mình đứng đầu một cái địa phương, hay là một quốc độ được đó. Thành nó phải đi từng bước như vậy á. Thì trong cái vấn đề học cũng vậy. Sở dĩ mà những người này đó, mà họ chỉ cần nghe một câu Phật ngôn, nghe cái lời dạy Đức Phật, họ đạt đến đạo quả đó. Thì Đức Phật lấy cái ví dụ giống như là cái cây sen đó, thì quý vị biết rằng đó, sao nó có những cái rễ, nó mới ra những cái cọng, những cái ngó, cái ngó sen đó, nó ra thì có những cái ngó nó thành lá, mà có những cái ngó đó thì nó trở thành cái bông rồi đó. Thì những cái ngó này nè, nó từ cái rễ ở trong bụng nó mọc ra thì có những cái nó mới mọc ra, nó còn nằm trong bụng, có những cái nó phát triển mạnh hơn, nó thoát khỏi bụng nhưng mà nó còn nằm ở trong nước,
À, rồi nó nằm trong nước một thời gian đó, à, nó phát triển lần hồi nó mới vượt ra khỏi nước, à, nó trở thành cái nụ, à, cái búp, à, thì mà khi cái nụ cái búp mà nó đủ rồi đó, thì nó chỉ chờ ánh sáng, à, khi ánh mặt trời, ánh sáng bình minh vừa ló dạng thì cái búp này nó bừng nở. Như vậy cái những cái chúng sanh á mà à, cái búp sen cái ngó mà nó còn nằm trong bụng thì giống như là gì, là những cái chúng sanh phàm phu, à, còn nằm ở trong cái dòng vô minh si mê này. À, rồi cái ngó này nó ra khỏi bùn, à, nó vượt lên nhưng mà nó còn nằm trong nước, à, thì giống như là những chúng sanh, à, nhờ có sự hiểu biết, có sự tu tập và gột rửa được những cái bợ nhơ, à, những cái tâm tối của tâm của mình, à, nhưng mà sao chưa thoát khỏi được cái nước, à, thì giống như là những phàm nhân có giới nè, à, hay là hoặc là bậc, à, thánh hữu học, à, rồi khi mà cái búp sen mà nó tròn đủ, à, nó tròn đủ mà nó căng đầy nhựa sống rồi đó, và khi mà cái ánh nắng mặt trời nó vừa bừng sáng, à, thì cái búp sen này nó sẽ nở, thì giống như là các vị, à, thánh nhân A La Hán các ngài đã tu tập cũng vậy, đi từng bước từ bậc phàm nhân phàm phu rồi nỗ lực tu học, à, tạo trữ đầy đủ các cái pháp độ, các cái phước báo mới trở thành là cái phàm nhân có giới, rồi vượt ra khỏi cái phàm nhân trở thành bậc thánh hữu học, à, từ Tu Đà Quân, Tứ Đà Hàm, Á Na Hàm, à, rồi cái bước cuối cùng, à, là như cái bông sen, cái thời kỳ cuối cùng là cái búp nó đã đầy đủ nhựa sống căng tràn rồi, chỉ cần ánh sáng khơi gợi là nó sẽ bừng nở đó, thì nó phải đi theo cái quy luật từng tự, ha. Nhưng mà trong cái vấn đề mà học pháp á thì mình phải biết lựa chọn, không phải là mình phải học hết 84.000 pháp môn, à, quý vị nhớ vậy đó, tức là mình lựa chọn, bây giờ mình lựa chọn cái con đường đi của mình, à, những cái gì mà nó cần thiết, à, sở dĩ mà Đức Phật thuyết tới 84.000 pháp môn á, tại vì căn cơ của mỗi chúng sanh nó khác nhau, cho nên Đức Phật phải thuyết những cái pháp phù hợp để mà họ đạt đến cái kinh nghiệm, cái tri kiến để đạt đến sự giải thoát, thấy không? Đó, cho nên đó là Phật pháp nó tới 84.000 pháp môn. À, bây giờ á, quý vị biết có những vị người ta có cái phước trí. À, ngay thời kỳ Đức Phật cũng vậy, có những vị lào thông tam tạng nhưng mà chưa đạt đến thánh quả, à, còn có những vị á, thì người ta cái phước trí là kém hơn nhưng mà người ta ráng cố gắng nỗ lực tu học theo cái điều kiện, cái hạnh nguyện của người ta, à, thì ta vẫn đạt đến A-la-hán vậy, à, nhưng mà mấy vị này thì cái trí tuệ nó không có rộng lớn, à, cho nên người ta chỉ đạt đến sự giải thoát mà người ta không có, à, đạt được cái, à, tứ vô ngại giải hay là có thần thông hay là có những cái khác đó, thành ra tùy theo, à, đó bây giờ mình lựa chọn cho mình, à, mình tìm hiểu cái pháp môn nào đó để gì, để giải đáp được ba cái, à, ba cái hết sức là căn bản là gì, diệt trừ được
thân kiến, hoài nghi, dễ cấm thụ. À, là ba cái này đó. Giống như mình thi vô trong trường đại học đó, là phải có ba cái đề bài đó. À, mình giải đáp được thì mình sẽ đậu đại học. À, thì bây giờ mình biết như vậy, Đức Phật đã cho mình cái đề tài rồi đó. Bây giờ mình ráng học đi để mình giải đáp được cái này. À, chứ mình đâu cần học mênh mông rộng lớn chi. À, đó, trong pháp học, trong pháp hành, à, làm sao mình học những cái gì cần thiết nhất, à, để mà mình giải đáp được ba cái đề này đó. Rồi sau khi mình đó rồi, mình mới tiếp tục mình giải quyết hai cái đề nữa là tham sân. À, rồi bắt đầu mình phải dồi mài để giải quyết năm cái đề tài cao hơn. À, khi nào mà mình giải đáp được 10 cái đáp án này thì mình lượm cái bằng cư sĩ, bằng cử nhân, hay là đạt đến A-la-hán, thì đó nó đi từng bước như vậy đó. À, thì mình sẽ lựa chọn những cái pháp học, à, theo cái căn cơ, trình độ, sức khỏe của mình thực hành những cái pháp mà nó phù hợp với mình đó. Thì đó, giống như hồi nãy cô Kim Nhung nói, bây giờ cái đường tu tập nó dài, nhưng mà bây giờ cái bổn phận của mình nhìn xa đó, là phải tới đạt tới giải thoát vô lậu. Nhưng mà bây giờ nhìn gần, à, bây giờ cái kiếp hiện tại này nè, mình còn đang làm phàm nhân nè, phàm phu nè, à, thì sao bây giờ mình phải ráng cố gắng mình giữ giới nè, rồi mình học những cái gì nó trang bị cái kiến thức của mình. À, ít ra đó, trong kiếp này đó, mình ráng mình giải quyết cái vấn đề về gì, về danh sắc mà mình nắm cho thật tường tận. À, nhìn vô biết cái nào là danh, cái nào là sắc. À, rồi danh sắc này không phải qua trí văn, mà khi mình tu tập, à, mình vào thiền quán thì mình phải phân biệt rõ ràng qua cái trực giác, kinh nghiệm, hiểu biết, à, đó, à, là trí tu đó. Rồi đó, khi mà mình giải quyết được ba cái vấn đề đó thì sao, mình tạm thời mặc dù mình chưa đạt, nhưng mà ít ra mình có được chút vốn, à, chút vốn làm cái hành trang. Giống như là bây giờ mình vô được lớp 1 rồi đó, à, lớp 1 đó, để sao, để tiếp tục cái những cái kiếp tương lai mình định lên lớp. À, thành ra quý vị thấy có những cái người Phật tử họ đi chùa, những người sơ cơ họ mới đi chùa, à, họ thích bố thí. À, những cái cuộc lễ nào mà có lễ để bát rồi kia nọ, họ quan hỷ lắm, họ thích làm cái công việc bố thí. Nhưng mà kêu họ thọ trì tam quy ngũ giới đi, họ chưa chịu. À, thôi, à, họ không chịu đâu. Rồi có những người á thì họ thích cái phục vụ, à, vô quét chùa, dọn dẹp công quả, à, lao dọn chánh điện, chân bông chân hoa rồi á, thì họ thích. Nhưng mà kêu họ học kinh, học pháp, hành thiền, họ không chịu. Đó, thành ra đó, những người này cũng vậy, cái căn cơ của người ta nó chưa đủ, thành ra người ta cứ từng bậc. Thành ra đó, tùy theo người. À, chứ không phải ai vô mình cũng kêu vô đây quy tâm bảo đi, à, thọ trì ngũ giới đi, à, xuất gia đi. Không phải ai cũng có đủ cái khả năng đó. Thành ra đó, à, bây giờ người ta đi chùa, người ta cúng dường, người ta bố thí đó, là tốt rồi. À, để họ gieo duyên từ từ, họ dung bồi từ từ. À, khi mà cái phước họ đầy đủ đó, thì bắt đầu họ mạnh dạn hơn, họ bước vô là xin quy y, à, thọ trì ngũ giới, à, là tốt rồi. Là nó tốt hơn chút người,
à, rồi nếu mà thọ trì bát quan tai giới là tốt nữa, rồi họ mạnh dạn hơn, đầu họ gần gũi, họ học pháp, họ học pháp, họ mở mang kiến thức về Phật pháp, phân biệt được điều đúng điều sai, điều nào là đúng chân lý, à, điều nào là không đúng chân lý, cái nào là pháp, cái nào là phi pháp, cái nào là chân, cái nào là phi chân, đó, từng bước, cứ cứ nỗ lực như vậy, không phải là nhiều kiếp, mà trong cái kiếp này đó, có nhiều khi họ cũng có sự tiến bộ từng bậc vậy, thì nhờ những cái kinh nghiệm này đó, nó là hành trang, là cái tư lương, đó thành ra mình phải hiểu vậy đó. Bây giờ đó, mình thấy bữa nay mình ráng một chút để làm cái tiền đề, cái nền tảng, cái hành trang, cái tư lương để ngày mai mình tiến bộ một chút. À, cứ mỗi ngày tiến bộ một chút, mỗi ngày tiến bộ một chút. Đó, rồi kiếp tới mình mới tiến bộ nữa. Đó, ngày nay nếu mà mình không có tạo cái nền tảng, cái tiền đề, à, mình dễ vui, mình không học. Rồi ngày mai muốn tiến làm sao mình có cơ sở mình tiến, thấy không? Cho nên á, chúng ta cứ dung bồi mỗi ngày mỗi chút, mỗi ngày mỗi chút thì chúng ta sẽ có sự tiến bộ. À, phải không? Cái ngó sen cũng vậy, đâu phải một phát một mà nó vượt lên đi. Mỗi ngày nó cũng phát triển mỗi chút chút chút, từng chút từng chút từng chút, à, từng cm, nhưng mà nhiều ngày thì bắt đầu nó mới thoát khỏi cái bùn, à, nhiều ngày nữa nó mới thoát khỏi cái mặt nước, và nhiều ngày nữa cái búp nó mới căng tròn đầy nhựa sống, mà lúc đó nó mới trổ thành cái bông hoa. Thì nó vậy đó, à, chúng ta phải có sự nỗ lực kiên trì. Bởi hồi đó ngài Hòa Thượng Siêu Minh, ngài nói cái sự tu tập á, không phải là chạy nước rút, không phải là cái người mà chạy 100 mét, mà chúng ta phải chạy đường dài, chạy marathon. À, thì cái sự tu tập của mình vậy, à, cứ từng bước đều chậm nhưng mà chắc, à, là nó cái sự tu tập của chúng ta nó là như vậy. Đã xin giải đáp cái câu hỏi của chú Cần Trịnh Nam, và chúc chú nhiều sức khỏe an vui, chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, sa thủ lành thai, con thấy Vinh Giang Nhật Hà đã sa thủ tri ân sư, và đạo tràng cũng thấy đã tri ân sư. Cảm ơn Thiền Vũ cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và do sư giảng giải câu hỏi của Vinh Giang Nhật Hà, con tự nhiên nghĩ ra một điều. Mà con thấy còn mấy phút, con nghĩ là chắc sư giảng giải kịp giờ, nên cho phép con hỏi câu cuối cùng. Dạ, bạch sư, như sư nói là mình tu học thì mình phải từng bước, và rồi không phải là 84.000 pháp môn của Đức Thế Tôn cái nào mình cũng phải học hết, nhưng mình cũng phải tùy theo căn cơ của mình. Thì sư cho con biết do duyên gì mà có những chúng sanh người ta không có thích cúng dường chư tăng, không có thích mà đi cúng chùa, mà người ta chỉ thích cho người nghèo. Ví dụ như nói cụ thể thì ví dụ như con đi, con thì thích đi cúng chùa lắm, không phải là mình không muốn cho người nghèo, nhưng mà cái cơ duyên của mình cứ nhìn thấy chùa chiền chư tăng cần việc nọ cần việc kia thì mình thích đi cúng. Nhưng có một số người đã nói với con, người nghèo gần chết luôn là không cho, cứ đi cúng cho mấy ông sư ông thầy ăn hoài. À, dạ bạch sư, lý do gì, nguyên do nào mà có những chúng sanh như vậy bạch sư, và do cái nghiệp quả như thế nào khi mà mình không có tác ý để mình dâng cúng chư tăng, mà mình chỉ có tác ý là mình cho người nghèo thôi. Nhưng mà bản thân con thì con thấy nếu mà mình cho người nghèo
thì có không biết bao nhiêu tiền cho đủ nuôi vàng cũng không thể có để mà cứu hết. Mặc dù trước mặt mình gặp thì mình cũng cho, nhưng mà nếu mà chủ tâm mà để mà đi cho người nghèo, con nghĩ núi vàng cũng không đủ. Con kính bạch sư, sư chỉ dạy cho con. Con kính nhân bích đến sư. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì quý vị nhớ là ở đời này cái gì nó cũng có nhân, có duyên. Tùy theo cái căn cơ, cái hiểu biết của mỗi người, thành ra nó tạo được cái tác ý. Bây giờ quý vị biết rằng mỗi chúng sanh là nó có cái nghiệp riêng, thấy không? Những chúng sanh mà vì họ sống trong cái hoàn cảnh khốn khó đó, do cái nhân quá khứ của họ đã tạo, bây giờ mình muốn can thiệp, mình sửa đổi vô đó cũng không được gì hết. Thành ra mình chỉ giúp cho họ để họ thoát ra thì được. Bởi ở đời người ta nói sao? Cho họ cái cần câu chứ đừng có cho con cá. Cho con cá biết bao nhiêu mà đủ. Cho họ cái cần câu là họ tự họ tìm cách để mà họ vượt qua, họ sống. Mình trang bị cho họ những cái hiểu biết, những cái kiến thức á, để mà họ tự nỗ lực vượt qua thì tốt. Chứ còn bây giờ thấy họ tội nghiệp quá, nghèo khổ quá, mình cứ giúp hoài. Bây giờ nói thiệt chứ bây giờ tiền của đâu mà giúp hết tất cả những cái người nghèo ở trên thế gian này, thấy không? Do đó mà có những người do cái căn cơ người ta đã hiểu như vậy rồi đó, người ta không muốn can thiệp vô cái vấn đề mà nghiệp báo của người khác. Mà người ta lo cái nghiệp báo của chính mình. Bây giờ mình không lo, mình lo cái nghiệp của mình, lo tạo phước cho chính mình cứ đi lăng xăng mình đi can thiệp vô cái nghiệp người khác làm cái gì hả? Thành ra có người thì có những người quý vị biết không, người ta sẵn sàng, người ta đi giúp đỡ người nghèo từ thiện. Còn những người họ không có đâu. Thậm chí những cái thân bằng quyến thuộc ngay trong gia đình của họ đó, họ cũng chẳng giúp mà. Nhưng mà họ có tiền của, họ đi du lịch, họ đi chơi, họ tài trợ những cái ngộ lắm. Có cái ông nhà giàu đó, ông rất là giàu, nhưng mà không bao giờ ông đi bố thí làm phước ai á. Nhưng mà ông tài trợ cho cái đội đá banh, đi đá banh. Ông tài trợ tiền bạc rồi cho đội đá banh này. Tại vì sao? Cái sở thích của ta nó vậy. Mình đừng có thắc mắc. Tại vì duyên nghiệp của mỗi chúng sanh mà. Nó thích cái gì rồi ta làm cái đó. Tại vì cái căn cơ, cái trình độ hiểu biết của người ta nó chừng đó thôi. Ta thích trong những cái trò vui của thế gian, đá banh nè, tài trợ cho mấy cái đoàn đánh hát, ca hát sướng rồi đó, thì họ làm. Nhưng mà kêu mà bố thí giúp đỡ người nghèo là không, cúng chùa là không. Đó, thấy không? Thành ra mình căn cơ của mỗi chúng sanh nó khác nhau, không ai giống ai đâu. Thành ra thôi thì ai thích cái gì thì làm nấy. Nhưng mà có cái tâm mà rộng rãi bố thí là cũng quý rồi. Cũng quý rồi, hơn là cái người mà bỏng sẻn keo kiết, không dám ăn, không dám xài, không dám giúp ai hết. Thì cái đó mới là cái loại mà cái mình tệ hại nhất. Chứ còn họ bố thí, biết giúp đỡ những cái người khác là tốt rồi. Giúp đỡ đến những người bần cùng neo đơn, người già mồ côi rồi gì đó, người bệnh tật rồi này, ốm đau gì đó là quý rồi. Rồi nếu mà tiến bộ hơn thì người ta cúng dường tam bảo hộ độ chư tăng,
xây chùa chiền hay là làm những cái việc phước thiện thì nó tốt hơn. Rồi sao đến những cái lúc mà người ta cái tâm người ta nó ấy rồi, bây giờ người ta thiên về cái vấn đề mà tu học, người ta không còn chú trọng vào cái pháp bố thí nữa, thì giờ người ta bắt lo người ta cái tâm người ta nó dính vô cái vấn đề mà học pháp hành pháp rồi, thành ra bây giờ cái vấn đề mà bố thí người ta xem nhẹ hơn, thì thỉnh thoảng người ta vẫn làm, vẫn làm như hồi xưa người ta bố thí rất là mạnh, nhưng mà bây giờ á cái tâm của người ta hướng đến cái vấn đề mà học pháp hành pháp thì người ta xem nhẹ cái kia hơn đó. Thành ra đó cái căn cơ của mỗi người nó mỗi lúc nó khác nhau, do cái duyên cái ấy á, nó khác nhau. Mình đừng hỏi, đừng bắt buộc ai hết, mà mình làm theo cái ý muốn của mình. Cũng xin hơi lố giờ rồi, dạ bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh sám hối rồi xin thỉnh ngày Thi Đức phút chút kết thúc buổi sinh hoạt ạ. Nam mô Bụt Thầy ạ. Dạ, sa thủ con thành kính tri ân sư đã giảng giải câu hỏi của con. Và con cũng thỉnh sư ngồi lại một tí ạ. Ngài Thi Đức rời rung rồi ạ. Ngài Thi Đức không có chúc phúc đâu. Dạ, con cũng thỉnh sư nghỉ chút xíu thì chúc phúc sau khi con sám hối ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy giá. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi thính pháp ạ. Bụt tà măng ghê nà quạnh đê hăng bà đa phạm xâm và ruột tà măng bụt thể dơ khà lì tổ đô sơ bụt thơ khà mạch tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ với trần dưới chân Đức Phật là đặng chi tôn chỉ thanh ca tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo. Cúi xin Phật bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ước tâm mặn ghê nào quạnh đê hăng thẩm anh cha được vì thẳng qua răng thầm mê vô khá đi tơ đổ sâu thầm mô khả mặt tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xa tội lỗi ấy cho con. Ước tà măng ghê nà quạnh đê hăng sang khanh cha được vì thoát tà măng sang khê vô khà đi tổ đô sơ sang khô khà mạch tù tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xách tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính lãnh lệnh thỉnh thượng tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng ạ. Con kính nhân mít đến sư. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Và xin thay mặt chư tăng phúc chúc và ngắn đến đạo tràng để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Cái phước báo này kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn an, kính chúc tất cả quý tu nữ chúng như quý phật tử nhiều sức khỏe an vui, nỗ lực tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống hướng đến giải thoát, và cầu mong chư thiên quan hỷ với phước báo, cầu mong tất cả chúng sanh an vui hạnh phúc. Bà tu sắp bà măng gà lăng ra khanh tu sắp bà đê và ta sắp bà bù tha nụ phà quê nên sá ra sô thi phá quanh tu tê. Bà tu sắp bà măng gà lăng ra khanh tu sắp bà đê và ta sắp bà tham ma nụ phà quê nên sá ra sô thi phá quanh tu tê. Bà tu sắp bà măng gà lăng ra khanh tu sắp bà đê và ta sắp bà sang kha nụ phà quê nên sá ra sô thi phá quanh tu tê. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì rành người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho các thiện tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tấn hóa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiện tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thải. Cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thầy giá. Sa thu lành thai, dặn kinh chikusala cầm măng,
Katap bang kiri yang mama kaya na wacha mana sa tida se sugatang katang ye sata san nino athi ye cha sata san nino katang buon nha pha lăng mày hằng sáp bê pha ghi pha quan tu tệ ye tăng ca tăng sư quý đi tăng điện năng buon nha pha lăng maya ye cha ta thanh na cha nan ti đệ qua gành to ni ye đa yum sáp bê lo cầm hi ye sát ta si quan ta ha ra he tu ca ma mun năng phô cha năng sáp bê lập hành tu ma ma che ta sa ti ước căn con đã tạo thành na do thân khẩu ý tu hành diệu đều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng đầu lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn a chung sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chữ thiên phàm thiên cùng đà bần trời vô tượng được mà hưởng an ước con hồi hướng dân bang chung sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ đời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn chung sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường xin thâu phước báo cúng dường hóa thành thực phẩm mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được trong buổi học ngày hôm nay đến với tất cả chư thiên hậu trì chánh pháp. Cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gautama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chuyên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong đơn Phật giáo Nam truyền, nhất là chung quanh chùa Ngọc Đạt, tỉnh Thất Thiện Hữu, chùa Phước Quang, chùa Kỳ Viên, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong đơn Phật giáo Nam truyền. Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này, sau khi các ngài thọ nhận rồi xin hậu độ chư trong đức pháp thể khinh an, độ bồ đề tâm kiên cốt đạo quả sớm viên thành, và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sắp đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài, xin hãy hoan hỷ thọ dụng đồng đều nhau cả thảy. Y đăng quân nhân ni bàn át sát bát cha dầu hồ tu, y đăng quân nhân ni bàn át sát bát cha dầu hồ tu, y đăng quân nhân ni bàn át sát bát cha dầu hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm bảo rung chứng minh cũng